Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai với tập 712, à, Thân Việt muốn à, à, giới thiệu đến quý vị cái chủ đề mà ngày hôm qua báo chí đã đăng tải khá mỹ liên quan đến chị Hai. Thật ra đó quý vị, thì cái câu chuyện ngày hôm qua quý vị nghe được, à, Thân Việt đã có chia sẻ với quý vị trước đó à, một ngày, tức là vào hôm thứ bảy trong tập 710 quý vị có thể trở lại đánh chữ uh, thân việt phóng sự 710 trăm Thưa quý vị sẽ thấy là thân việt uh, dự đoán uh, có khả năng khá cao là chị hai sẽ được trích xuất từ an phước và rồi chị hai đã thực sự làm thân việt rất là vui khi chị hai được như quý vị được tòa phúc thẩm trích uh, xuất chị hai. Thì ngày hôm nay thân việt xin được uh, bàn luận cái câu chuyện mà báo chí đã đăng tải. Cái tựa đề cũng khá là hấp dẫn đúng không quý vị? Hành xác chị Hai đến thế là cùng. Vậy thì chị Hai bị hành xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe cái chủ đề ngày hôm nay. À quý vị, à đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký thành viên phóng sự cho chương trình được à, à lan tỏa mạnh hơn. À thành việc xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chúc quý vị một ngày à đầu tuần cũng như là cả tuần luôn nha quý vị, à, thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. À quý vị, quý vị có biết là trong cái phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 9 vừa qua à năm 2023 thì à, chị Hai cười rất nhiều không quý vị mà không nhận. Quý vị thấy nha quý vị, báo chí còn đăng tải chị Hai đã nhiều lần cười. Ồ, oh, không biết mà, lần nữa thanh vị cũng cứ cứ ngạc nhiên hoài không biết báo chí đăng tải những cái câu câu mở đầu câu chuyện đó hay lấy nó làm tựa đề là chị hai cứ cười, ô cười nhiều quá người ta tưởng mình bị chậm mặt không quý vị, không phải đâu chị, không phải đâu quý vị chị hai không chậm mặt, mà. mà không biết tại sao chị hai cười nhiều như vậy nhất là khi chị hai lắng nghe uh, viện kiểm sát, uh, Nhân quý vị uh, đọc cái uh, cáo trạng dành cho mình vậy thì tại sao chị hai lại cười mà cái nụ cười này đúng không, quý vị là một cái nụ cười rất là nghèo mạng. ừ, rất là nghèo mạn theo quý vị tại sao chị hai lại cười trong phiên sơ thẩm nhiều đến thế à, có khả năng nào chị hai gặp lại các cựu chiến binh đã từng à, là nô tỳ của chị hai một lòng một dạ hướng với chị hai đi cùng chuyến xe chính nghĩa chính em gì đó à có phải vậy không quý vị hay là chị hai vui sướng vì lần này gặp lại những người đóng mặt bỏ ngoặt thân quen cũ à, điển hình chẳng hạn như là vi oanh đàm vĩnh hưng hàng ni đó quý vị à chị hai có mừng không quý vị có khả năng lắm chứ À, đây là những người mà mình đã phản biện kích liệt trên mạng xã hội. Mình rủa người ta thế này, mình rủa người ta thế kia, mình ước mong là có ngày đó à, mà gặp mặt đó quý vị là cứ lấy à, guốc ra cứ lấy tay mà cứ à, tém qua tém lại. Đúng không quý vị? Vì ừ. vậy đây là những người mà chị Hai rất là ái mộ, đóng mặt mõm à. Vậy là có khi là chị Hai cười chị hai cười rằng sau một năm rưỡi thì ước nguyện của ta đã thành công gặp lại những người ái mộ để ta mặc đối mặt thưa quý vị mặc dù đó chỉ là những cái chuyện vui thôi mình sau uh, bao nhiêu năm quý vị một năm rưỡi rồi nha quý vị và thanh việc hy vọng rằng chúng ta đừng bao giờ tin tưởng những ai đó mà cứ nói rằng kỳ này rồi ra tới tòa án ba ba một là cứ thế mà chị hai đối mặt rồi hoặc là à, nhà báo hàng ni đối mặt với chị hai hoặc là à, bị cáo này đối mặt với bị cáo kia hoặc là người có nghĩa vụ liên quan thế này thế nọ nha quý vị à, chúng ta nên nên không có được mơ nữa à, chúng ta phải nên thức tỉnh lại nhưng quý vị thân việc thật sự muốn uh, nhắc nhở quý vị là chúng ta thức tỉnh lại trong vụ án 331 là không có cái chuyện mà đối chất chất đối với chồng này hết đó nói thẳng lên như vậy đó rồi, hay là chị hai um, cười vì lần này đó quý vị, với cái lá phổi, với cái lá gan bự như chị hai đó, chị hai được hít thở. Cái bầu không khí được gọi là tự do. Nhưng quý vị, có thể vậy không quý vị? Cũng có khả năng lắm. Hay là chị hai lại được sống lại cái thời gian của năm 2021. Khi chị hai luôn luôn vỗ ngực, bóp 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 vậy đó quý vị. À, vỗ bóp bóp vậy đó à chị hai nói rằng tôi là trung tâm của vũ trụ để mọi sự chú ý đều về với tôi cái gì bạn còn nhớ lắm quý vị chị hai rất thích chị hai rất thích mình là cái trung tâm là cái rốn của vũ trụ mà dù thanh niên vẫn chưa biết cái rốn của vũ trụ là cái gì vậy đúng không thì chị hai rất thích thưa quý vị à. cái gì mà nhắc đến tên chị hai chị hai rất là vui vui vô cùng thì trong cái phiên xét xử sơ thẩm đó quý vị toàn bộ, yeah, toàn bộ à, biết bao nhiêu người mà thân vị chia sẻ với quý vị ngày hôm qua đã thức thức rất là sớm nắm cơm rồi à, à, mang nước rồi quần áo để lên để à, theo dõi phiên tòa của chị hai, rồi chị hai được báo chí chụp hình rồi chị có thẻ mới được vào rồi à, được tới mấy trăm à cảnh sát viên để um, dẹp giao thông rồi bảo vệ an toàn cho phiên tòa thế này thế nọ. Ô vậy vậy, vậy là chị Hai là trung tâm rồi đó, quý vị, trung tâm của một cái vụ án, trung tâm của một phiên xét xử quá sướng đi. Nó đúng, nó, nó 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 đúng nó đi theo đúng cái đường mà chị Hai muốn. À, rồi mà trong khi mà viện kiểm sát đang đọc cái cáo trạng mà chị Hai lại cười ngạo nghễ ủ vậy vậy là gì? Hay là chị Hai khinh thường cái cáo trạng mà kiểm sát viên cứ hì hà hì hục Nhưng quý vị à để đọc cái cáo trạng rất là dài đó quý vị nghĩ sao à quý vị nghĩ sao hay là chị hai vui sướng vì ta là bị cáo đó à, ta lại bị cáo đó nhưng mà ta được đối xử một cách rất là tuyệt vời bởi các cảnh à, cảnh sát viên à, áp giải ta tới phiên tòa À, tại một cái phiên tòa um, xét xử ta với cái tội 331 mà xàm xí soạn cứ uh, Bảo rằng tòa này khó lắm, luật sư chỉ có thua thôi chứ làm gì mà thắng. ô thế mà thưa quý vị, thế mà chị Hai lại được uh, tới phiên tòa đó mà được còn xem mạng internet nè, rồi được đọc các bình luận nè, rồi được uh, xem lại, được sống lại, được sống lại nha quý vị, được sống lại cái không khí của năm 2021. Thưa quý vị, À, có vị có nghĩ vậy không? À, quý vị nghĩ làm sao? Thì thưa quý vị, đó là cái của ngày 21 tháng 9 năm 2023. ba. À, tuy nhiên trong vài ngày qua đó quý vị, thì chị hai không nở được nụ cười nữa. Trong vài ngày qua, có thể là bắt đầu từ giữa tuần, à, vừa qua thì chị hai không sống được cái cảnh mà cười ngạo mạn như vậy vậy thì tại sao chị hai không sống được cái cảnh cười ngạo mạn như vậy thưa quý vị có hai sự kiện đã xảy ra trong ba ngày qua một trong các sự kiện đó thì thanh việt đã chia sẻ với quý vị là um, chị hai bị chích xuất nha quý vị à, còn cái sự kiện còn lại là gì thì à, thưa quý vị quý vị biết rồi với cái bản tính của chị hai quý vị còn nhớ đến cái câu chuyện mà mà nhất là khi mà à, người à, à, cái thần y đối với vị mà được à, cơ quan điều tra kết luận rằng ông chẳng à, có tội gì cả, chẳng bao giờ lấy tiền của chị hai rồi ông à, chữa bệnh à, à, không phải vì ông chữa bệnh mà người ta ra đi vân à, đại khái là mọi cái à, điều tốt lành đều đến với với ông thần y thì chị hai quý vị biết là chị hai tức cực cỡ nào đúng không quý vị À, rồi quý vị còn nhớ là cái hôm mà chị Hai đến uh, cơ quan điều tra mà gặp lại uh, người, tình, uh, mộc, người tình trong một người tình trăm năm rồi có một nhóm luật sư đó quý vị Trời ơi, chị Hai về, chị Hai gào Mà quý vị ơi, ngày trước chị Hai gào đó quý vị Trời ơi, dáng em thật là đẹp, miệng em thật là đẹp Trời ơi, ngôn từ em phát ra thật là êm dịu, đó quý vị? À, cái này phải gọi là đóng ngoặt mở ngoặt, êm dịu đó là những tiếng gào thảm thiết của chị hai. Thì thưa quý vị, ba ngày qua, kính thưa quý vị, ba ngày qua, chị hai gào rất to thưa quý vị ạ. Ủa tại sao chị hai gào to? Chị hai làm gì trong gào to? À, thì đây. Đầu tiên quý vị đã biết rồi, cách đây khoảng hơn một tuần, chị hai thông qua luật sư của mình đã viết cái lá đơn xin uh, cho em được uh, vắng mặt à, à, có thể là vì lý do bệnh tật nhưng quý vị à, lý do bệnh tật à, chúng ta có thể đồn đoán rằng chưa có chứng cứ gì nha quý vị chỉ đồn đoán thôi chúng ta có thể đồn đoán rằng à, đồn đoán nhưng mà nó cũng phải có một cái gì đó nó nó nó, nó làm cho người ta cảm thấy nó không bị bức rứt đúng không quý vị đó là cái điều duy nhất nhả, mà chị hai thông qua luật sư có thể viết và hy vọng rằng tòa chấp thuận đó là em bị bệnh, em bị bệnh, à, thân việc nói đùa là em 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 à, 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 leo cây cao su, à, em bị té hoặc là em cạo mũ cao su rồi nó dính vào trong à, tay rồi em thế này thế nọ. Vâng 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 vâng. Nhưng mà tóm lại đó quý vị, chúng ta có thể đồn đại rằng ồ chị bị mất thể diện cần lần này là chị mặc cái áo như vậy thì nó kỳ lắm thưa quý vị ơi đúng không, quý vị thì thưa quý vị nó như thế này cho dù là chị hai có sợ mất thể diện à, à mà chị hai có bao giờ có thể diện đâu mà mất kính thưa quý vị người đàn bà hiện nay đã trên 65 kg thì chẳng có thể diện nào mà mất cả nha quý vị nhá tuy nhiên khi mà báo chí đăng tải cái thông tin đó là kính thưa bà dân thiên hạ, chị hai à, một CEO, à, đã có cái lá đơn à, xin không đến cái phiên tòa này mà quý vị biết rồi đây là lần thứ hai chị chị hai xin nha quý vị vừa rồi trong phiên tòa của hàng ni chị hai cũng xin rồi bây giờ đến cái phiên tòa à, của à, các à, đồng bọn của chị hai chị hai cũng xin nữa đó à, chị hai xin lần này đâu quý vị chị hai nghĩ rằng ô oh, lần trước xin với phiên tòa của hàng ni sao nó dễ quá trời luôn à nhưng mà lần này thì sao thưa quý vị điều không may đã xảy đến với chị hai đây là cái điều mà có thể làm cho chị hai gầm gừ khá là dữ dội à, hay nói một cách nó dễ hiểu là chị hai bị điên tiết thưa quý vị nhá điên tiết tại sao vậy tại vì chủ tòa thẩm à, của cái phiên tòa phúc thẩm thuộc tòa nhân dân tối cao thành phố hồ chí minh đã từ chối từ chối thẳng thừng ủa mà cái cái này tôi có từ chối giống ông thần y mà từ chối tiền với tình của chị hai không ha thay vì không biết nhưng uh, chủ tọa của phiên tòa à, đã từ chối à và khi mà từ chối như vậy đó quý vị có nghĩa là người ta nói rằng chị không được ở trong an phước chị phải đến cái phiên tòa này thì quý vị biết rồi an phước nó ở bình dương phiên tòa được tổ chức tại thành phố hồ chí minh à để cho cái việc đi lại nó thuận tiện và nó thuộc thuộc cái gì quý vị thuộc trong cái à, à, cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố nên là họ đã chích xuất chị hai chích xuất nghĩa là cái gì quý vị chích xuất là chúng ta à, áp giải kéo đầu của chị hai à, kéo cái thân hình 65 kg của chị hai từ cái an phước nhưng quý vị để không hưởng phước được nữa mà về về lại nơi trú trụ trú cũ nhà xưa ở đâu ở ở, 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 ở Chi kính thưa quý vị. Thế là trong tuần qua, chắc là khoảng giữa tuần, chị Hai đã được di lý. Những quý vị đã được di lý từ An Phước đến T30 Chí Hòa. Để làm gì? Để dự phiên tòa phúc thẩm mà theo dự kiến là ngày hôm nay, ngày 11, ngày 11 tháng 3. À, đúng quý vị, ngày 11 tháng 3, thì à, quý vị nghĩ đi chị hai là một con người như thế nào khi mà cái um, cái uh, cái điều mà mình muốn quý vị nó không được đó nhưng quý vị thì chị hai rất là điên tiết điên thật sự quý vị ngày hôm đó là chị hai tuần vừa qua là chị hai rất là nóng máu không có giỡn đâu à, rất là nóng nhưng mà thanh vì cũng lo sợ cho chị hai chú quý vị lo thợ thật sự chú quý vị tại sao người mà nó, nó 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 có một cái sức nặng phì nhiêu đó quý vị thì uh, máu hay máu cao À, mà máu cao đó quý vị thì người máu cao đó là không nên nóng nóng tính là phiền lắm giận dữ nó phiền lắm nó lên máu là phiền cực kỳ phiền luôn không có giỡn đâu à, chị hai chắc chắn là chị hai gào rất là phản đối bực mình là cái câu chuyện là tại sao chủ tọa lại không cho tôi nghỉ ngơi tại an phước tôi không muốn đến nữa tôi muốn nghỉ ngơi thưa quý vị khi mà tòa trích xuất chị hai mục đích của quý vị là để thẩm phán trong cái phiên tòa đó phục vụ cho cái việc xét xử vòng phúc thẩm một cách uh, công bằng nhất có thể. vì vậy vai trò của chị hai là một người gọi là cầm đầu. dù chị hai không kháng cáo, chị hai không có bị hại để kháng cáo và viện kiểm sát cũng đã không kháng cáo nhưng quý vị kháng nghị vì kiểm sát đã không kháng nghị à cái kết quả của phiên tòa sơ thẩm nên chị hai gọi là vui sướng lần này là ta xong rồi ta không cần đến rồi nhưng quý vị nhưng không ngờ chị hai đã phải bị lôi lên nhưng quý vị lôi lên từ an phước để trở về lại chí hòa chí hòa này không phải ở gần ghe hòa hưng nữa nha quý vị à chí hòa này đã được chuyển về tới Củ Chi gần với T30. Nhưng quý vị cùng một địa điểm luôn. Đó, đó là cái sự kiện đầu tiên đã xảy ra như quý vị đã biết. Như quý vị đã biết. Nhưng mà song song đó đó quý vị thì một chuyện đã xảy ra. Sau song đó một chuyện đã xảy ra và câu chuyện này à thân Việt cũng khá là bất ngờ. Thật sự là như vậy. Thân Việt đã tiên đoán và dự đoán được cái câu chuyện uh, số 1 đó là chị Hai bị trích xuất Nhưng câu chuyện thứ hai Thì nó lại Là một cú bất ngờ Nhưng quý vị bất ngờ Đó là gì? Đó là ba nô tỳ Những nhân viên cũ Những người đã à, Hy sinh thân mình để bảo vệ Cái thân hình phi nhiêu của chị Hai Họ làm gì? Họ đồng loạt xin hoãn cái phiên tòa Phúc Thẩm Thưa quý vị quý vị cũng nên lưu ý một điểm như thế này là cả ba nô tỳ này đều đang được tại ngoại vì cái bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực chính thức nha quý vị nên ba người này vẫn còn ở bên ngoài và cái lý do mà phiên tòa hoãn đó quý vị là vì ba người này ba nô tỳ của chị hai à, hai nữ một nam đã xin hoãn phiên tòa à, hoãn phiên tòa Ủa vậy, vậy chuyện gì xảy ra vậy à, Một bị cáo Có thể xin hoãn được phiên tòa hay sao à, Một bị cáo cảm thấy Một ngày đó là không vui ừ, Không vui thì tôi không đến hay sao à, Thưa quý vị Không nhất thiết là như vậy Nó có một vài cái lý do Để có thể à, Bị cáo à, Đồng loạt viết đơn xin hoãn phiên tòa Nhưng quý vị Có khả năng chứ không phải là không Vậy thì cái khả năng nào, à, cái lý do nào mà ba bị cáo đó đưa ra để cho ừ, hội đồng xét xử à, thẩm phán chủ tọa của cái phiên tòa phúc thẩm đồng ý? Thứ nhất, vì cả ba đều có cùng một luật sư, à, đó là luật sư gia đình của chị Hai, luật sư Kiện Toàn Thua và cả ba chỉ có một luật sư mà thôi. Đây là cái điểm quan trọng, nhưng quý vị đây là cái điểm quan trọng. À, không biết là chị hai um, có tính toán trước cái nước cờ này hay không, hay là luật sư kiện tàng thu có tính toán cái nước cờ này hay không. Tuy nhiên, đó quý vị, cái điểm là cả ba đều có cùng một luật sư. À, nên là um, cái trường hợp mà luật sư kiện tàng thu bị bệnh nè, hay à, hay là bị trùng lịch xét xử của một phiên tòa khác mà họ đã có cái hẹn từ trước nên đành phải bắt buộc không thể đến được. quý vị không thể đến được. tuy nhiên quý vị phải nhớ rõ một cái điều như thế này, trường hợp này chỉ có xảy ra khi một bị cáo chỉ có một luật sư và luật sư đó không đến được à, vì một lý do khách quan nào đó, chẳng hạn như bệnh tật, rồi tập thể dục rồi bị chật tay chật chân rồi à, à, ăn uh, sầu riêng nọ nhiều quá nó nóng miệng rồi bị sưng môi không cãi được. À, thêm việc đùa cái uh, hai câu cuối cùng nha quý vị chỉ có bệnh tật thôi, chúc quý vị. À, lý do đầu tiên chỉ có bệnh tật à, hoặc là vì chỉ có một nên là trùng cái lịch xét xử của một vụ án khác thì không thể nào đến được. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà để cho hội đồng xét xử có thể à, đình chỉ cái phiên tòa này rời sang một ngày khác còn nguyên nhân thứ hai là gì? nguyên nhân thứ hai đó quý vị là cả ba bị cáo này à, trong một ngày đẹp trời đang được tại ngoại với à, vợ với con với chồng với à, người yêu với gì đó không quan trọng thức dậy thấy hoa hồng và quyết định rằng thôi bây giờ là em xin đổi luật sư à, em đổi luật sư vào giờ chót vì à, cái ông kiện thằng thu này em sợ à, cái cái ông này ông có một cái dớp và kỵ tàn thua Sàm sĩ dọn thân vị cũng đã nói như vậy rồi nó nguy hiểm lắm thôi em nằm mơ em thấy như vậy em sợ nên uh, em uh, phải xin xin là đồng loạt xin cho thay đổi luật sư thì thưa quý vị đây là một cái lý do cũng được coi là chính đáng và sẽ được chấp thuận à, nếu mà cả ba giờ tay lên và xin đổi luật sư à nhưng quý vị tin đồ luật sư à, có thể là do chính luật sư này nói là ông không còn có khả năng và trách nhiệm để có thể bảo vệ được cho thân chủ của mình ông xin rút lui à đó là theo ý ý nguyện của luật sư hay là theo ý nguyện của cả ba người này là họ không cần ông rút họ quyết định à, đấy cái kéo ra các cái cục một cái rồi xong bye bye thì đó cũng là một nguyên nhân những quý vị họ làm đơn à, với à, tòa và xin được à, có một à, người luật sư mới và khi có một người luật sư mới, đó quý vị thì bắt buộc à, phiên tòa phải à, hoãn lại phải hoãn lại đó là cái nguyên nhân thứ hai là thân Việt vừa chia sẻ cho quý vị một là luật sư đại diện của họ bị bệnh trùng lịch xét xử hai là họ muốn thay đổi luật sư đó là ba cái điều kiện, nha quý vị, một trong ba điều kiện mà họ có thể sử dụng để làm gì? Để xin hoãn cái phiên tòa sau một ngày mới. Nha. Yeah. Thì thưa quý vị, cái gì á nó cũng có cái giới hạn của nó. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Có nghĩa là mà mình không thể ca bài ca cải lương em xin hoãn hoài được. Không được, không được, không được. Tòa theo bộ luật tố tụng hình sự, người ta cũng có quy định cái giới hạn mà mình có thể xin hoãn dù là mình có lý do chính đáng, nhân quý vị vậy là cái lý do đó là gì? À, thưa quý vị không cần biết lý do là gì chỉ tập trung vào hai cái lý do mà thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị cho dù là lần thứ hai quý vị cũng có cùng một cái lý do à, như lần đầu hay là hơi khác một chút nhưng mà nó vẫn là một trong hai lý do thanh Việt vừa đưa ra thì tòa cũng không chấp nhận Nghĩa là anh chỉ có được một lần duy nhất mà thôi. Anh xin hoạn, tôi chấp nhận. À, nhưng mà chỉ được một lần. Chỉ một lần mà thôi. Thì sau đó đó quý vị. À, sau khi mà xin lần đầu. Được chấp thuận. Thì tòa án sẽ xem lại lịch xét xử. Và có một cái lịch mới. Trong vòng 30 ngày. Từ lúc mẹ Lúc mà gì chứ quý vị. Từ lúc mà hoãn cái phiên tòa. Thì thưa quý vị. Phiên tòa... Hoãn vào... Ngày 11 tháng 3... Nhân quý vị... Trong vòng 30 ngày... Tức là nhằm vào ngày 10... Ngày 11... Tháng 4... À, trong vòng từ đây đến ngày... Cái tuần đầu tiên của tháng 4... Bắt buộc phải có viên... Phúc thẩm... Dù... Anh có bị như thế nào... nhưng quý vị... Dù... Anh bị bệnh... Bị cáo bị bệnh... Không đến được... Phiên tòa vẫn xét xử... À, cái điều đó mình phải chấp nhận... Chỉ có điều kiện... Là chẳng hạn... Như... À, hồ sơ... À, chưa có tìm ra được hoặc là có bằng chứng mới hoặc là lại có một bằng chứng mới ngay ở cái phiên à, tòa hoãn lại những cái vị thì lúc đó người ta mới xem xét cái trường hợp à, Nhưng quý vị là chỉ có tính được một lần mà thôi thì ở đây đó quý vị thân vị muốn chia sẻ với quý vị như thế này người tính đó quý vị không bằng trời tính đâu không bằng trời tính được không bằng trời tính Thôi việc um, dĩ nhiên là không biết được cái nguyên nhân ở phía sau của ba nô tỳ này khi mà họ viết cái lá đơn này được quý vị nó uh, có trùng khớp với cái uh, thời gian mà hội đồng xét xử vòng phúc thẩm nói rằng tôi không đồng ý với lá đơn của chị hai chúng tôi cần trích xuất chị hai đến cái cái đâu quý vị đến cái uh, chi hòa. À, tôi không đồng ý. Anh phải đến. Đúng không quý vị? Thì à, thưa quý vị, đây là cái cái điều mà chúng ta phải để ý nè quý vị. Khi mà chị hai bị trích xuất, rồi các bị cáo à, làm đơn sinh hoạn. Thế vì không biết là cái làm đơn sinh hoạn này trước khi chị hai bị hội đồng xét xử không cho ở lại An Phước. Hay là sau khi mà hội đồng xét xử đưa ra cái quyết định rằng không à chúng tôi sẽ điệu bà từ An Phước về đây thì ngay lập tức ba nô tỳ à có một cái hành động là cùng viết một cái lá đơn à, cái điều này thì thực việc sẽ không có khai thác và cũng không cần phải tìm hiểu kính thưa quý vị dù là họ có tìm đủ mọi cách để đình chỉ cái phiên tòa này nhưng quý vị với những cái nguyên nhân ABCD nào đó mà họ có thể nghĩ ra được thì thưa quý vị à, thưa quý vị đối với cái đội nhóm này đó quý vị thưa quý vị đã nói rồi à, người trong cuộc mà ở bên ngoài không tham gia cùng một phe đó quý vị thì không nên dây dưa với nhóm hủi bởi vì không trước thì sau mình cũng bị dính bệnh như quý vị như là nhà báo hàng đi nên à, tốt chức đó quý vị chúng ta không nên dính vào cái nhóm người này. Thưa quý vị, đó là những thông tin thân việc à, có được đến à, buổi tối ngày hôm qua, đúng không quý vị, ngày 10 tháng 3. À, tuy nhiên, à, mãi à, đến sáng ngày hôm nay, à, khi mà trao đổi với à, à, một số à, à, quý vị, thì à, câu chuyện vẫn là à, vụ án đang phiên xét xử vẫn bị hoãn lại, thưa quý vị và trong vòng 30 ngày như thân việc trình bày với quý vị là sẽ có một cái ngày xét xử mới. tuy nhiên đùng một cái đó quý vị thay vì phải thưa chuyện với quý vị rằng chưa có một vụ án nào nó lại có những cái điểm mà nó thay đổi như trong chóng như vậy. một vụ án mà trong đó bị can trở thành người có có quyền có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rồi người có quyền lợi và người nghĩa vụ liên quan thì lại trở thành là một à, bị cáo. À, rồi chưa có một vụ án nào mà nó lại kéo dài thu hút biết bao nhiêu người. những quý vị từ lúc điều tra cho đến lúc mà chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát, trả đi trả tới trả lui, rồi chuyển hồ sơ lên tới um, bên tòa, tòa lại trả hồ sơ và thưa quý vị câu chuyện đã làm thực sự rất là nhiều um, báo chí chính thống và ngay cả thân Việt đây nhưng quý vị như thân Việt trình bày của quý vị là tới uh, rạng sáng ngày hôm nay khi trò chuyện với uh, một số uh, đồng nghiệp thì thì thưa quý vị là phim ta vẫn vẫn bị hoại à, nhưng uh, sáng sớm ngày hôm nay thì mọi chuyện dường như đã thay đổi dường như đã thay đổi. Cái này nó giống như là cái câu chuyện mà Thanh Việt trình bày với quý vị là sáng sớm em thức dậy, em thấy hoa học. <laughs> Đúng không quý vị? Sáng sớm em thức dậy, em thấy hoa học. Nghĩa là sao? Chủ tòa của phiên tòa Phúc Thẩm dường như đã thay đổi. Dường như đã thay đổi quyết định. Và phiên tòa Phúc Thẩm xét xử à, bốn đồng phạm, bốn tay sai của chị hai vẫn tiếp tục xảy ra vào chiều ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3. Mà đúng ra đó quý vị, nó sẽ là buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, nó được rơi vào buổi chiều. Chuyện như giỡn đúng không quý vị? Chuyện như giỡn. Lý do tại sao? Thưa quý vị, thôi có lẽ là cũng đừng đưa ra cái phán đoán nào. Nhưng quý vị, thân việc phải gọi là thân việc việt vị. Đó là chuyện cũng bình thường. Nhưng mà các báo việc vị đó là một chuyện thú vị nhưng quý vị vẫn là một câu chuyện thú vị. À, chủ tọa phiên tòa đã thay đổi ý kiến, đã thay đổi ý kiến và phiên tòa vẫn xảy ra. À, quý vị cũng nên nhớ rõ rằng cả ba trong bốn bị cáo đang được tại ngoại, những quý vị từ vì bản án của sơ thẩm nó chưa có hiệu lực pháp lý nên được tại ngoại. Sau khi phiên tòa phúc thẩm chấm dứt, đó quý vị thì cái bản án đó sẽ lập tức thi hành ngay lập tức. À, còn đối với uh, tiến sĩ Lục Trời, trời thì uh, ông đã bị tạm giam một thời gian rồi, quý vị đã một năm trời rồi. À. Nên đây là cái điểm khá thú vị, điểm khá thú vị. À. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phiên tòa liệu chỉ có kéo dài nửa ngày hay là phiên tòa sẽ kéo dài tới sang tới sáng ngày mai. À. Chúng ta hãy chờ xem nhưng thu thập với quý vị. Đây là một câu chuyện như giỡn. À nó giống như là cái cái ngọn đèn quý vị. Chúng ta bật cái nút à, mở tắt, mở tắt, mở tắt. Mà sao thân việc vừa mới làm giống như là à, điện nhảy thôi quý vị, à, lên xuống lên xuống kỳ quá không quý vị. Ba ba trong à, bốn bị cáo đó quý vị thì họ được tại ngoại nên và họ cũng à, không được đi đâu hết nên à, thôi cũng chẳng phải là có một cái kế hoạch là đi chơi du lịch nào, nhưng quý vị, nên là họ vẫn ở nhà. thì cái chuyện mà lên tòa xuống tòa à, không có gì là phiền phức lắm, nhưng quý vị không có gì làm phiền phức lắm. nhưng cái điểm mà thanh việt muốn uh, chú ý đến quý vị đó, nếu mà phiên tòa không xảy ra vào buổi chiều ngày hôm nay như là chủ tọa thông báo vào sáng ngày hôm nay, thì chị hai, những quý vị đó, chị Hai á, sẽ bị trích xuất và cũng ở tiếp tục tại Chí Hòa, chứ không đi đâu cả. Như vậy lại một lần nữa nha quý vị, lại một lần nữa chị Hai không biết hên xui may rủi gì đó hay là kiếp trước đi tu ngàn đời hay sao đó quý vị. Nga. Chị Hai không trở về chốn cũ được lâu cho lắm. Ừ sau phiên tòa và buổi chiều ngày hôm nay nếu nó có xảy ra uh, <laughs> phải mở mọi người đóng mặt, nếu có xảy ra nhưng cái vị thì uh, chị hai sẽ được uh, di lý về lại An Phước để sống một đời sống an lành <laughs> nhưng quý vị chứ uh, nếu mà theo cái lịch cũ đó thì chị hai còn phải ở lại Chí Hòa sau khi bị di lý từ An Phước cho đến khi mà có một phiên xử mới đây là một sự thay đổi thân vị cho rằng rất là ngoạn mục và chị hai phải gọi rằng khá mây phước dù gì trở về an phước cũng tốt hơn là ở bên chí hòa tạm giam như vậy thân vị xin tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thông tin nhớ quý vị à, dù gì thì cho, cho phép thân vị cũng dự đoán luôn đã đã lỡ rồi thì dự đoán luôn đi. Nếu có giảm án đó quý vị, nếu có giảm án nha quý vị thì cao lắm là 6 tháng cho hai trong 3 nô tỳ của chị Hai hoặc là cả ba nô tỳ của chị Hai. Và nếu giảm đó quý vị thì từ 1 năm rưỡi xuống thành 1 năm. Và cái khả năng giảm án giảm án đó quý vị thì thành việc phải gọi là 50 50. Hên xui 50 50 không biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Chưa thấy trong uh, lịch sử có một uh, vụ án nào mà là lạ kỳ như vụ án này. Từ lúc điều tra cho đến lúc sơ thẩm và vừa rồi là phúc thẩm. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. I love you. All.